Xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay hỏi bãi lại lên cho anh em một con máy cưa xích siêu phẩm. Đó, em quay buổi tối nên em bật điện lên hơi sáng hơn một chút anh em nhé. Đó, một con này cũng rất là đẹp luôn, siêu phẩm cho anh em luôn nha. Đó, dòng này là dòng 026 sưởi ấm bình xăng và sưởi ấm tay cầm em nhé. Đó, con này được thiết kế cho vùng lạnh. Đó, máy đẹp xuất sắc luôn, như mới. Con này thì lam của nó dài, lam của nó là sử dụng là được 45 phân, lam phải lam 50 anh em nhé. Đó, lam 50 phân. Đó, máy đẹp xuất sắc luôn. Con này thì thợ nhà em nó gắn sẵn rồi nên chưa có tháo ra để quay cho anh em xem bô bít tông nhá. Anh em kết bạn qua Zalo em sẽ gửi ảnh cho anh em xem bít tông và nội thất bên trong được luôn em nhé. Tại bây giờ em đang quay buổi tối anh em. Đó, hôm nay dọn cái lô này xong hơi cực nên buổi tối mới rảnh quay đăng YouTube cho anh em xem nha. Đó, con này là dòng xin sợi tin 026. Đó, dòng mà có sưởi ấm tay cầm, cái này là công tắc sưởi ấm tay cầm nha. Đó, anh em bật lên bật xuống là sưởi ấm cả bình xăng con. Đó, hôm bữa em có làm một cái video hôm qua anh em, quay cây như vậy. Đó, và hôm nay em về lô mới có được một cây này nữa. Đó, nên đăng tiếp cho anh em có thêm sự lựa chọn nha. Cây hôm qua thì đã bán rồi nhưng mà anh em đặt hàng anh em điện quá trời luôn. Đó, bên Hoài Bãi là chỉ có một cây thôi nha. Anh em muốn đặt không có mà. Cây này là cây thứ hai. Hôm nay sáng nay về, hiện tại là đúng sáng nay tầm 7-8 giờ ấy về anh em. Đó, và đã dọn nổ cây này. Đó, anh em xem video thì biết nha. Đó, con này cũng rất là đẹp luôn. Con này thì giá rẻ hơn con kia được 200.000 em nhé. Đó, con này bên em bán với giá là 6.800.000. Đó, bao zin toàn tập cho anh em hết nha. Đó, 6.800.000. Đó, con này thì tại sao nó rẻ hơn? Bởi vì con này là cái lam nó hơi bị tróc sơn hơn một chút nha. Đó, lam nó hơi trầy sơn hơn cái cây hôm qua một chút. Đó, và nó bị mất cái chữ estin ở đây. Đó, mất là nó do nó bị rửa máy rửa xe nó bị tróc ra anh em nhé. Mỗi vậy thôi chứ không có gì rẻ hơn được 200.000. Đó, chất lượng máy thì quá đẹp rồi, không có gì để bàn cãi luôn. Con này thì quá mới luôn. Đó, con này với con hôm qua là mới đét như nhau luôn. Đó, con này em đang bán giá là 6.800.000 em nhé. Đó, máy mới chắc, không có gì để chê luôn nhé. Đó, dây này, dây điện nó bắt vào bình xăng này. Đó, quá đẹp luôn, không có gì chê cho cây này luôn em nhé. 6.800.000. 6.800.000 cho cây này. Anh em nào chốt liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 050399 nhé. Cây này quá mới rồi nha. Lâu lâu có một con đẹp như này. Con này là đời 1990 2026 V kép. Tháo cho anh em xem cái nòng bên trong xem nó có mới không. Bán giá siêu mềm mại cho anh em rồi. Đó, trời ơi, cái nòng khỏi lo luôn nha. Quá mới luôn, mới chét luôn. Đó. Đó. Estin này, sự estin mới đét luôn. Nòng chữ A này. Đó, quá đẹp luôn. Con này không có gì để suy nghĩ, không chê được em nhé. Đó. Hơi căng đét. Đó, con này thì em đang bán với giá là 6.800.000 nhé. Có một cây nữa thôi. Anh em mà chốt liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 050399 em nhé. Đó, hàng bên em là bao cho anh em là như trong video này. Đó, bên em quay cây nào là bán cây đó chứ không có bán xô dùm lông gì anh em nhé. Đó, nên anh em chốt cây nào là bán cây đó, không có thứ nhất là nó không có nhiều và nó hàng bãi anh em. Quay từng cây một cho anh em dễ xem, toàn hàng giá trị cao không. Đó, toàn máy 6-7 triệu không anh em, chứ không có mê hàng rẻ nên quay chi tiết cho anh em xem hết. Anh em nào mà chốt cây này em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo nhé. Zalo số điện thoại 0345 050399 nha nhé. Đó, hàng đẹp này em chỉ còn khoảng mấy cây nữa thôi nhưng mà nó khác nhau nhé. Đó, rất mới. Anh em nhìn gỗ làm không, trời ơi nó bóng loáng luôn. Đó, em đang quay dưới ánh đèn nha, luôn em nhé, sáng choáng. Máy đẹp xuất sắc luôn.
6,8 triệu em nhé. Có một cây nữa thôi. Đó, dòng này còn cây này đẹp nhất. Anh em nào chốt lên nhanh qua số điện thoại 0345 0539 em nhé. Xin cảm ơn toàn thể anh em.